Chờ thêm xíu xem có ai lên học không. Nam tiếp cái tình trạng tinh tấn của bác chị Khánh. Chấm tinh tấn thì nó có xuất từ cái sở hữu cần mà quý vị học ở trên, cho nên á là ở đây người ta mới được tiếp theo á, là cái chấm tinh tấn để mà để giảng giải cho được kỹ càng hơn thì chấm tinh tấn samma vayamma ariyatthayika magga. Như chúng ta đã thấy ở trong cái chương 9 á, nhiều cái yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự xuất hiện của tinh tấn thiền, kusada viya, tức là chánh tinh tấn. Cái chánh tinh tấn là một trong số các cái chi của bát chánh đạo, khi đi kèm với chánh kiến, chánh niệm thuộc bát chánh đạo, và như vậy chúng ta gọi điều đó là chánh tinh tấn. Vậy thì hai cái sự ràng buộc ở đây được trình bày ra đó, đó là cái sự ràng buộc về chánh kiến, chánh niệm. Thì thằng chánh tinh tấn đi kèm theo với cái trạng thái chánh kiến và chánh niệm đó là chánh tinh tấn samma vayamma. Đây là một cái loại cố gắng hay cần không dành để thành niệm trong tương lai, nhưng lại là cần giúp cho niệm ngay cái giờ phút hiện tại. Tức là cái này đang nói về minh sát tuệ. Khi chánh niệm bất kỳ trạng thái nào xuất hiện ngay tại sát na này, thì chánh tinh tấn cũng xuất hiện kèm với tâm tại sát na đó. Chúng ta cũng nhận thấy niệm không xuất hiện thường xuyên. Hình như chúng ta thiếu cái tính khẩn trương đích thực. Đó chính là nguyên nhân sâu xa để chánh tinh tấn xuất hiện. Theo như trí giải pháp tụ và thanh tịnh đạo đến nêu trên nó có được cập đến. Bên thanh tịnh đạo á, thì diễn giải bằng cái cách ta có được cái tính khẩn trương mạnh mẽ hơn. Và ta phải động viên tâm như thế nào để mới có được cái tính khẩn trương đó. Tức là không phải là rề rề á. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà khẩn trương á, nó giúp ích cho cái việc tu tập minh sát tuệ, tu tập con đường giải thoát. Còn mà rề rề á, thì không bao giờ có được đi trên cái con đường đó. Dĩ nhiên là con đường khác, con đường khác đó là con đường phi đạo. Còn con đường đạo thì nó phải rất là khẩn trương. Tô cái từ khẩn trương này lên nhắc nhở chúng ta đọc thấy thế này: bằng cái cách nào người đó động viên được tâm trong trường hợp cần động viên thôi thúc, khi tâm tỏ ra bơ phờ mệt mỏi và uể oải
trong tu luyện trí năng. Đấy, đây là cái mà thường mọi người hay bị học mệt mỏi đấy, đó là tu luyện trí năng đó, hay thất bại không đạt được bình an trong tâm hồn. Sóng gió ba đào ập tới cuộc đời nhỏ bé nè. Những lúc như vậy, người đó cần kích động trí năng bằng cách duyệt xét, tư duy diệt ý đó. Duyệt xét lại 8 cơ sở kích hoạt tính khẩn trương đó. 8 cơ sở đó gồm 4 điểm cụ thể, đó là sinh, lão, bệnh, tử, cộng với đau khổ do những hiện trạng mất mát gây ra là thứ 5, thật là khổ đấy. Cũng phải kể đến đau khổ quá khứ đặt căn nơi vòng luân hồi tái sanh, đau khổ tương lai đặt cội rễ vòng luân hồi, và đau khổ hiện tại do phải tìm kiếm vật thực nuôi thân. Đồng tạo niềm tin bằng cách nhớ niệm những ân đức đặc biệt nơi Phật, nơi Pháp, nơi công thể, nơi đoàn thể đó, đoàn thể công chúng đó, đoàn thể đó, tăng già, tăng bảo. Đây chính là phương cách giúp người ta động viên tâm trong những thời điểm cần động viên hồi phục. Cái này là bên thanh tịnh đạo. Như vậy, cái này nếu mà mình làm cho nó hiệp thế hơn một xíu thì mình sẽ làm sao trong cái lúc này để động viên tâm. Rồi, khi tâm mệt mỏi, khi tâm mệt và bơ phờ, do hoạt hành nhiều hoặc là bất ổn trong sự bình an nội tâm, thì đó ta phải dùng tư duy diệt ý, diệt xét như thế nào để có được sự thành công trong tư. Cái gì hiểu không? Bạn Trúc hiểu không? Tưởng đâu bơ phờ là đời rồi chứ. Một câu hỏi dành cho quý vị đó, để tôi đem xuống cuối bài tập hợp lại.
Em chỉ thích chuyện những cái trạng thái Ông ơi, ơi ông kéo giùm lên cái đầu chương xíu đi. chứ sao hả? Ông kéo giùm lên cái đầu bạn, cái tôi chụp lại cái này ông cứ xúc. Ok. Chụp chưa? Ủa này nó có ta lệ sẵn mà chụp chưa ta? Ok. Rồi. Hãy thử qua vậy đó. Nó có tô vậy. Nó có tự vẽ. Nó sửa rồi. Những cái hiện trạng tổn thất đề cập đến trong thanh tịnh đạo chính là hiện trạng tái sinh, đã tước mất đi cái định mệnh hạnh phúc. Hiện trạng tổn thất đó là có thể phải tái sinh nơi cõi súc sanh, nơi cõi ngạ quỷ, nơi cõi asura hay cõi địa ngục. Đó là cõi khổ đó, bốn cõi khổ: chúng sanh, cõi phục, cõi khổ. Cuối cùng, giây phút hiện tại này, chánh niệm có thể giải thoát ta khỏi nguy cơ tái sanh. Chúng ta có thể suy nghĩ do sự sợ hãi tái sanh và khổ cảnh như vậy. Tâm bất thiện cộng với sân, tức vô niệm lại xuất hiện. Đó, cho nên không có phải sợ là đã tu được đâu. Sợ cho nó ra một nồi tâm bất thiện nữa, xong rồi còn luân hồi dữ nữa. Càng sợ càng chết. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng ngay cả sợ hãi cũng trở thành đối tượng của chánh niệm. Ngay sau khi tâm sân diệt, niệm có thể sinh và nhờ đó mà có thể tỉnh thức bất kỳ trong cái trạng thái nào xuất hiện ngay trong sát na đó, bất kể đó là một đối tượng khó chịu hay tâm bất thiện. Khi chánh niệm xuất hiện thì nó cuốn kéo theo thằng chánh tinh tấn luôn. Thì nếu như mà quý vị quan sát cái tâm sân của quý vị đó, là quý vị quan tâm đó, quý vị quan tâm thì lấy tâm làm đề mục để hành thiền. Thì khi mà sân mà nó qua rồi đó thì quý vị sẽ có niệm, nhưng mà lúc mà sân thì không có niệm đâu nha. Mình xử lý trung học mình học rồi đó, niệm nó không có đi kèm với tâm sân. Mình nhớ rất có thể là chúng ta luôn nghĩ đến cái tánh khẩn trương cần có niệm đi kèm, nhưng dẫu sao chúng ta thấy rằng niệm ít khi xuất hiện. Chúng ta hay tỏ ra thiếu kiên trì và khó kiên trì để tu luyện đại niệm xứ là Mahasati Paṭṭhāna đó, mà còn một vài kiếp chưa có xong với một cái quyển giáo trình rất là hết sức, đó là vô cùng đó, là căn bản luôn. Cho nên là cái thời gian tới đó, tức là từ tuần sau với cái lịch mới đó, thì mình sẽ có cái tiết Paṭṭhāna, xin lỗi, cái tiết Mahasati Paṭṭhāna mà nó tới tiếng Rữ lần đó, đang mình học cho riết, đang cho hết luôn cái quyển mà hãy có cái Bạch Thành Ná căn bản đó. Rồi cái mình suy nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ học chuyên sâu hơn rồi mà hãy có cái Bạch Thành Ná bằng một cái cách khác, ví dụ như Vipassana đi bên ý đó cũng rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì mình cũng có sự lựa chọn để mà mình đi vào bằng cái cách đó. Thì còn nhiều cái kinh Phật đề cập khá nhiều đến cái yếu tố trở ngại cho sự tinh tấn nỗ lực đó. Chúng ta thấy trong tương ưng bộ kinh ấy, có 5 điều cản trở khiến cho những đức tính hoàn hảo đó đã phải bị suy sụp. 5 cái yếu tố gì đây? Trong trường hợp này thì tỳ khưu tỏ ra hoài nghi và dao động về bậc đạo sư của mình, không có bị lôi cuốn hoặc không có tin tưởng nơi cái bậc đạo sư. Hoài nghi, dịch hoài nghi thì nó cũng được nhưng nó không có chính xác, dịch nó là nghi hoặc. Nghi hoặc về bậc đạo sư, về thầy, về người hướng dẫn. Lại nữa, thời này các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu có thể hoài nghi Phật pháp,
Không tin tưởng cái cộng chữ tăng già. Hoài nghi cả việc thực hành cái chơi cái pháp học cái điều học. Vâng, thì cô đã tỏ ra vẻ bực bực tức với bạn bè trong cái cộng thể tăng già, không có hài lòng kỳ thị và muốn hồi tục. Một kỳ khu như vậy đâu còn tâm để nỗ lực chuyên tâm phấn đấu đạt đến bến đỗ. Vậy thì cái vấn đề không phải là hoài nghi, nghĩa thì gì hoài nghi không bị vấn đề mà phải trạch pháp giác chi, chứ không phải là hoài nghi sanh khởi. Cũng trước một vấn đề thôi, nhưng mà cái cách mà tâm mình nó phản ứng á, nó vi tế lắm, nó vi tế lắm, và nó sẽ dẫn đưa mình theo một cái lộ trình quen thuộc, nghe giống như là ngựa quen đường cũ vậy đó. Nên trong cái phần bát thanh ná hôm trước mình học đó, tôi có nói rồi đó, hãy để ý, hãy ý cho thật là cẩn thận cái xu hướng khởi tâm của mình đó, trong một vài cái giây phút tiếp tắc thôi là nó đã khởi tâm rồi, thì phải cẩn thận trước nó. Chúng ta có thể hoài nghi sự tồn tại của thánh tăng, gồm những người đang tu luyện bát chi hành đạo đạt đến giác ngộ. Đọc mô tả đọc cái ngôn ngữ này giống như đang đọc chuyện kim dung. Chúng ta có thể hoài nghi lợi ích niệm mang lại lúc này, niệm các cảnh sắc thinh hay bất kỳ pháp nào xuất hiện nhằm mục đích gì. Ngay khi hoài nghi dứt khoát, chánh tinh tấn sẽ không xuất hiện. Thì dĩ nhiên rồi, hoài nghi và chánh tinh tấn nó đâu có di chuyển về được đâu. Cho nên là thằng này có thằng kia sẽ không có. Mình học bên bên kia rồi đó, để mình sẽ hữu tâm, nó phối hợp với tâm đó. Hoài nghi sẽ giảm thiểu và niềm tin được tăng trưởng nếu chúng ta biết lắng nghe Phật pháp, lắng nghe chánh pháp đó, do những cái người công chính diễn giải. Nếu chúng ta tụng niệm kinh Phật, nếu chúng ta cân nhắc những gì đã học hỏi và tự mình thử nghiệm ý nghĩa của kinh Phật đó nơi bản thân, chúng ta có thể chứng minh được chân lý đó nơi những gì chúng ta đã học bằng cách chuyên tâm về Phật pháp và sinh nhật. Thì cái này nó khá là hiệp thế, nó khá là hiệp thế, nhưng chưa có đi được của tôi trong dòng xu thế nó đưa ra ngoài, thì mình sẽ thấy là lúc nào nó cũng sẽ có một cái mối tương ưng, một cái ánh xạ, một cái mối quan hệ giữa cái không gian siêu thế ở bên trong với những cái nguyên lý, những thực tính bản thể, tương ưng ra môi trường bên ngoài là không gian thể lý với những hành vi ngôn ngữ ý niệm thô. Thì chúng ta thấy đó là nó có một cái mối quan hệ như vậy. Mình học siêu lý mà để mình hiểu được cái cội nguồn bên trong nó tùy khó ở bên ngoài thôi mà. Còn ví dụ như nãy giờ đang mô tả mấy cái đoạn này là đang mô tả biểu hiện bên ngoài hết, chứ không phải là cái hữu thể bên trong, cái tồn tại bên trong. Hiểu cái đó ha. Cho nên nhiều khi mình đọc sách á, đọc sách nhất là đọc sách Phật học á, mình phải minh định được, mình phải minh định được một cách rất là rõ ràng là khi đó cái đoạn kinh văn đó nó đang mô tả ở cái không gian này, để mà mình không có rớt vô cái sự sai lầm. Cái phân tôi đó là người ta đang nói về cái không gian thể lý, cái mình nghĩ là người ta nói về không gian siêu lý cho mình áp áp dính như siêu lý, cái người ta nói siêu lý cho mình áp vô thể lý, nói chung là nó loạn tầm phào lên hết trơn á. Rồi cái mình hỏi ủa sao kỳ vậy ta, sao Đức Phật nói sao kiểu này mâu thuẫn cái kia mâu thuẫn, nhưng mà thật ra là mình mâu thuẫn là tại vì mình không có hiểu cái chỗ đó nó như vậy. Cho nên quý vị hãy hết sức cẩn thận nha, cẩn thận. Quý vị hiểu đúng không? Tại giờ thấy nhiều cái vị giảng sư họ cũng bị nhập nhằng cái chỗ đó, không có phân biệt đang nói ở trong cái điều gì. Nó có ba cái điều ha. Thứ nhất là nói ở siêu lý, thứ hai á nói ở thể lý, không gian vật lý đó, cái thứ ba nói về tương quan giữa siêu lý và thể lý. Nghe cả ba cái như thế
những cái sảng khoái của cuộc sống sẽ khiến ta cuồng dại. Và trong những cái khoảnh khắc như vậy, chúng ta không còn tứ niệm xứ nữa, không còn niệm xứ nữa. Nhưng mà niệm xứ nó sẽ tí bất thờ mát, niệm xứ, mất niệm xứ đi. Hay là đánh mất cái vị trí của mình đi đó, bất thờ má đó, thật thú đó. Chúng ta đọc thấy trong kinh Phật, nơi một vị tỳ khưu để loại bỏ được cản trở trí tuệ và những cái cảnh tù túng tâm hồn. Những yếu tố cản trở trí tuệ là si á, si mê, mê đắm đó. Vị tỳ khưu đó sẽ tìm kiếm thăng tiến chứ không phải là suy sụp. Nhưng ở nơi những cái hiện trạng tốt lành đó, tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng không phải tất cả các cái trở ngại đều có thể thắng và vượt ngay được. À, không phải nha, phải tập muốn gần chết luôn nha, chứ không phải là muốn cái là qua, muốn cái là qua. Bây giờ mình ước nguyện rằng như vậy cái nó thành tựu như vậy mà không cần làm giấy gì hết, không có đâu nha. Nói chung thì bên lên Phật học thì nó khác bên Thiên Chúa vậy. Bên Thiên Chúa thì sướng lắm, cứ xin Chúa, Chúa sẽ cho, Chúa nhân từ, giàu lòng nhân từ cho hết à, cũng diễn được chứ. Còn bên Phật không có xin được, cho nên là người ta ít có thích. Alo, tôi sợ tôi nói hầu nữa quý vị chắc ngủ hết quá. Có ai bên đó, có ai còn tỉnh không, có ai đã hỏi gì không, hỏi đi. Đang tỉnh bơ, không có ngủ. Nghe thì im ha, giọng trầm ấm rồi ha, rồi xong một hồi là trở về giấc ngủ nữa. Thấy có chi hỏi nghe, hỏi đang tỉnh nha quý vị ơi. Ngay cả cái bậc thánh Tu Đà Quần đó, Suttapanna đó, là cái tuệ lắng nghe đó, tuệ lắng nghe của những người mà có tuệ lắng nghe đó, đã từng tận diệt được hết các hoài nghi. Còn mà tôi không hiểu tại sao phải dịch là Tu Đà Quần rồi, hoặc là sơ đạo sơ quả, hoặc là thất lai nữa, trong khi đó cái nghĩa của nó không phải vậy. Có một ngày nào đó sẽ có ai làm cuộc cách mạng đi dịch lại bốn cái này. Không có sự lai chuyển này, tam bảo cũng không còn thèm muốn dịch lại. Những vị ấy không còn tà kiến, không có tham lam hay dính bén bất kỳ cái gì thuộc của bản ngã. Tại vì cái bậc Tu Đà Quần này họ đoại trừ được cái gì? Họ đoại trừ được cái gì? Anh nhớ không? Này loại trừ được cái gì? Họ đang trừ được cái gì chốt? Đoạn trừ được ăn uống ngủ nghỉ phải không? Bạn bè gái gú hả? Bạn cần những gì? Cần chụp thời gian tra Google nữa gì vậy? Ngay động từ những gì? Tư Đà Quần, Tư Đà Quần là Tư Đà Hàm, An Ma Hàm, An La Hán, bốn bậc, bậc này bậc đầu tiên, Tư Đà Quần xuất phát thanh nhạc.
Chả hết da rồi. Cảm ơn Phạm Minh Thiều. Đấy, lúc này nó đã đoạn trừ được hoàn mãn ba cái hạ phần kiết sử, hạ phần kiết sử nó là thân kiến hoàng nghi hoặc đó là giới cấm thủ. Họ đoạn từ hoàn mãn ba cái nước cũ này. Ta đã làm được cái gì? Ở nhiều khi quý vị làm được ba cái này mà quý vị không hay á, cái mình nộp hồ sơ đăng ký bậc thánh liền. Để xét việc mới được. Xét việc để thôi, trễ hồ sơ người ta không xét. Kể cả pháp bất thiện, bằng cái cách lưu ý ngay tới các thực tại đó lúc mà nó xuất hiện, tức là cái sự quán sát về các pháp thiện hay bất thiện ở trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng xin thưa nhé, là cái pháp bất thiện mà người ta quán sát hàng ngày là cái pháp bất thiện nơi tâm nghe quý vị ơi, chứ không phải là nơi thân đâu nghe. Cái làm bộ mình niệm niệm rồi nói trời tôi chánh niệm có cục luôn, tôi niệm được hết rồi, thiện bất thiện gì tôi không có cực đoan đâu, thiện bất thiện gì cũng được tôi cũng niệm được hết á, xong cái đi ăn trộm ăn cướp giết người sát sanh gì các kiểu chân đang niệm là coi chừng nghe, cái đó là không phải ha. Cái mà người ta niệm cái pháp bất thiện á là niệm tâm bất thiện trong khi đó ra sao mà quý vị biết rồi đó, là cái giới á, nó chỉ gìn giữ mình nơi khẩu nơi thân thôi, cái giới nó không có gìn giữ được nơi ý, mà cái niệm đó sát tí bạch ná đó thì nó giữ mình được cái nơi ý à, mình nó giữ nơi ý cho nên mình biết được ngay lúc nào cái thiện nó khởi sinh lên mà cái bất thiện khởi sinh lên là mình biết liền là mình niệm nó liền, chứ không phải là mình niệm một cái đề mục ở bên ngoài thể lý mà nó sai bét nó thô thiển nó đức giới nó phạm pháp thì không phải nghe. Phân biệt cái này tại vì có nhiều vị giảng sư đó cứ là rêu rao cái chuyện là hãy để cho tâm rỗng lặng trong sáng quán sát như nó là, nhưng mà không biết là quán cái gì nha, không biết quán cái gì là chết ngát, quán một hồi là ra quán ở luôn chứ không còn ở trong nhà nữa. Khi mà người ta nói một cái điều gì đó thời mình phải ứng dụng vào trong pháp để mình nhìn, phải nhìn bằng trí tuệ Đức Phật, đừng nhìn bằng cái ý kiến cá nhân. Nhìn bằng ý kiến cá nhân là mình hiểu nó trớt quớt à. Mình phải trong cái hệ thống tâm bạn, cái điều đó nên được hiểu như thế nào thì đó, hiểu cái đó nó mới chân chánh, đó là chánh chỉ kiến đó, chỉ kiến thanh tịnh đó, hết sức cẩn thận. Rồi nghe tức nợ câu đó đó, hồi hỏi nữa. Chính vì Ngài đã nhận ra chân lý để làm việc thực tại trên đời đều chỉ là nỗi thương và khổ đau. Thấy cái nhận ra này ha, cái nhận ra chân lý này nè, mà mình nói vậy thôi nghe, chứ cái chuyện mà ra theo cái kiểu của mình là không có phải đâu nghe, không phải mình trời bữa nay tôi biết được rồi, đời là vô thường là khổ vô ngã, có thấy là tôi thành thánh thì không có nha, không có cái chuyện vừa bu xuống đậu gì đâu nghe. Cái nhận ra chân lý là sự thể nghiệm trong việc thiền quán á, trong sách tuệ. Nhìn thấy tướng của cái pháp mà nó đang hiển bày đó trong cái giờ phút cuối
sau cái đoạn mà nó diệt và chuẩn bị chuyển sang một cái pháp khác đó, một tính khác á, thì lúc này nó hiển bày lên ba cái tướng đó đó, quan sát ba cái tướng nó trong cái giờ đó, đó. Vị đó đã hiểu được ý nghĩa của nỗi bức xúc đó, khiến cho ngài bền bỉ trong cái sự thực hành pháp chi thánh đạo. Thì nó hơi ngộ ha, cái chuyện là nhận ra chân lý rồi mới tu, mà nhận ra chân lý thì đắc thánh mẹ này còn gì nữa. Cho nên là những đạt này nó hơi kỳ kỳ chứ không cỡm. Khi chúng ta mới khởi cái sự tu luyện đại niệm xứ xà tí bát thà na, niệm không xuất hiện thường xuyên đâu nha, đừng có mơ. Chúng ta rất muốn biết cần bao nhiêu năm, cần bao nhiêu năm trước khi đạt được bất kỳ một cái tiến bộ nào. Chúng ta liên tưởng đến mục tiêu với mong muốn vững vàng, hay khi chúng ta lo sợ thất bại, tức khắc tâm bất thiện xuất hiện. Tức khắc tâm bất thiện xuất hiện. Thì hôm bữa mình đã nói, mình phân tích ở trong một số các cái ví dụ về cái diễn biến tâm này, xử lý trung học đó. Đúng không ta? À đúng rồi, xử lý trung học. Thì mình thấy là các cái chặt tâm nó xuất hiện một cách nó rất là vi tế, rất là vi tế. Không có phải là đơn giản là chứ còn sự kiện. Có nhiều khi nó chia ra là nhiều chặt nữa. Có khi nó chỉ là tâm quả rồi tâm bất thiện, một bất thiện thôi. Có hoặc là sân hoặc là tham thôi. Nhưng mà có nhiều khi á, một người tâm quả xong một người tâm tham, một người tâm sân. Nó kéo nhau có cục vậy đó. Mình không có biết á. À. Thì mình học á để mình giãn cái lỗ tâm của mình ra để mình quan sát. À, cái trò chơi đó nó vui đó. Nào quý vị rảnh á, cái có thời gian cái gì để ý lại cái phản ứng của tâm mình, cái kéo giãn nó ra, mình kéo giãn nó ra trong đầu của mình á, cái mình quan sát á, rồi nó buồn cười lắm, giống như cái chuyện là mình nắm cái con rắn đó, mình căng ra để cho mình nhìn từng cái khoang của nó vậy đó, y như vậy đó, nhiều cái nó thú vị. Rất có thể chúng ta không có nhận ra đó có bất kỳ tiến bộ nào, ngay cả khi ta không nhận ra bất kỳ sát na chánh niệm nào xuất hiện qua 1.61, thì chánh kiến vẫn có thể phát triển dần dần. À, cho nên là đừng có vội chờ chánh niệm, làm cho có chánh kiến trước đã. Không có chánh kiến không có chánh niệm nha quý vị. Chánh kiến là dẫn đầu trong bát chánh nha. À, ai mà tu chánh niệm á, mà không biết gì về chánh kiến hết thì xin thưa nó là tà niệm, không phải là chánh niệm. À, ở trên hồi nãy mình có nói rồi đó. Chánh kiến rất là quan trọng đó. Không có chánh kiến thì không thể nào có được đâu. Mình phải cẩn thận. Thay vì ước muốn đạt đến giác ngộ, chúng ta nên xem xét giá trị chánh kiến xuất hiện tại cái sát na đó. Tức là nếu mà mình ước muốn giác ngộ thì mình sẽ buông cái đề mục, mình buông cái đề mục đó, chứ mình không còn ở trong cái đề mục nữa. Mà mình buông cái đề mục á thì mình đã tán loạn, mà mình đã tán loạn thì không thể nào mình giác ngộ được hết. Chánh kiến khi niệm xuất hiện tức khắc đi kèm theo cần thiện, là cần thiện, tức là sở hữu cần á, quý giá đó nghe, chứ không phải là cần thiết đó nghe. Cần thiện mà đó, nó đó, trong cái bối cảnh này đó được gọi là chánh định tâm, nhằm thực hiện cái nhiệm vụ là tăng cường hỗ trợ cho tâm và cái tâm sẽ đi kèm theo. Và như vậy đó thì ta có được cái sự bền, có được cái bến đổ để tu luyện, bến hay bền, bến đổ để tu luyện chánh kiến. cái chuyện đó là dùng để tu luyện chánh kiến nha, chuyện là dùng để tu luyện chánh kiến, cái sự cần đó đó. Cần phải có kiên trì can đảm rất nhiều, ngay cả đến sức chịu đựng ngoan cường anh hùng, để duy trì được ý thức trước cả một cái pháp xuất hiện đó, phải cả phát hiện mà chúng ta thường xa lánh.
cái việc duy trì được cái đó, cố gắng cố sức để mà duy trì chánh kiến trong cái từng trường hợp như vậy đã là có chánh chánh tấn rồi. Cho nên nó là cái gì, cố gắng mình tập cho mình cái tánh nó dứt khoát á, cái tánh nó rõ ràng á, đó là mình nên tập từ 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 cho cái chánh chánh cần của mình ở trong bát chánh đạo đó. Có sự nghiêm túc, một cái sự siêng năng, một cái sự rất là quyết đoán ấy, thì nó rất cần cho cái phần chánh tinh tấn, bổ trợ cho chánh kiến, cho nên phải cố gắng làm như vậy ấy. Thì mình nhớ trở lại lại nói đó là chánh kiến cộng với chánh niệm phải đi trước để mở cửa cho chánh tinh tấn. Không có hai hàng đó, một cái thằng là vừa thể vừa siêu, một cái thằng đó là ở phần siêu lý đó, thì hai thằng này mở cửa ra để mà thằng chánh tinh tấn nó có cơ hội nó hưởng bài lên. Còn nó chưa mở thì không có chánh tinh tấn đâu nghe, toàn là tà tinh tấn thôi nha. Nên phải hết sức là cẩn thận với cái chánh, với cái tà, chánh tà. Mình chánh thì sao lần hồi lại trúng tà luôn, rồi như dẹp. Alo, quý vị có đặt câu hỏi, có chia sẻ gì không? Tới tới quý vị nói đi, tôi nói nửa tiếng rồi. Tới quý vị nói nửa tiếng rồi. Có đặt câu hỏi nghe không? Ơi nghe Có cái nếu mà mình có chánh chánh tấn niệm chánh niệm rồi không phải chứ chánh niệm nữa, à chánh kiến chánh ở chánh chánh kiến thì mình mới có chánh niệm ngoài chánh tinh tấn thôi này. đúng rồi. Bởi vì nếu mà chẳng hạn như là từ đây đến cái lúc mà mình có chánh niệm á thì là mình không có chánh niệm à, không phải từ đây cho đến lúc mà mình có chánh kiến á thì là mình đâu có chánh niệm hay là chánh tinh tấn gì đâu này. Không, mình phải hiểu là chánh kiến trong những cái nào. Tại vì giống như cái việc mà mình rót nước vào trong ly như vậy đó, đâu phải tự dưng là nó đầy được cái ly, mà nó phải từ từ, từ một vài giọt cho đến nó dâng lên 1/4 cái ly, rồi đến nửa cái ly, rồi tới 3/4 cái ly, rồi mới đầy cái ly. Tôi hiểu chỗ đó không? Nghe hiểu, nhưng mà ý là chẳng hạn như khi trong cái khoảng thời gian đó thì Tôi có nhớ cho ví dụ có nè, ví dụ là nếu như mình được một giọt nước chánh kiến thì mình sẽ kèm theo được một giọt nước chánh niệm, mà có một giọt nước chánh kiến kèm theo một giọt nước chánh niệm thì mình có thể mình đã có được là 0,5 giọt nước chánh tinh tấn rồi. Tức là trong một cái chuyện nào đó mình rất là có chánh kiến, ví dụ như mình giải quyết các cái vấn đề học hành đi. Thì mình rất là có chánh chi kiến cho cái chỗ đó luôn, rồi mình rất là chánh niệm tập trung ghi nhận đúng như thật luôn, rồi mình có sự tinh tấn hiển bày lên luôn. Nhưng mà qua giải quyết các vấn đề về mối quan hệ tình cảm thì mình thôi nói nghe nó bèo nhèo như con cá kèo sắp chết vậy đó. Chỉ như vậy là bên cái phần kia mình đã có được rồi đó, mình tập từ từ á, tức là mình xâm lấn từ 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 để mà mình hoàn thiện, chứ đâu phải một cái bùm cái là mình đẻ ra cái mình có trơ mọi thứ đâu. Vô hiểu không? ok, phải có nghĩa là kiểu phải đợi cho nó đầy ly cái đó. Đâu có, nó có lên từ từ, nó kèm theo từ từ như vậy.
Cho nên mình tập được cái gì trước mình cố gắng mình tập, mình đừng có chờ, đừng có chờ giống như tỷ đầy ly mới mới xài nghe, là coi chừng, là coi chừng tất cái đầy ly cái con chó nó chạy ngang đổ trơn cái làm lợi. Mình làm vậy không biết bao nhiêu a tăng tỳ trăm ngàn đại kiếp rồi đó. Cho nên được nhiều nước thôi, uống nhiều đi, đừng chờ. Từ ram đó cái mình đem bỏ vô room cho nó an toàn, chứ hồi để tắt máy cho ram nó mất hết trơn à. Bạn Trúc có hỏi gì không? Alo, Ông có ơi, ai? Mời. nhưng mà ông ơi, ví dụ giống hồi nãy ông nói á, giả sử như người ta để đầy ly rồi, có con chó nó chạy ngang để gớt cái ly đó thiệt không vậy? Ừ, thiệt chứ. Giống như đời Tức này là nè, ví dụ nha, ví dụ như đời này bà học cho lắm luôn nha, thuộc hết tam tạng độc lào 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 luôn, rồi chết ngụp cái cá giống như con chó chạy ngang đổ trên cái ly rồi, thì đâu nhưng có mà nó không có có tích lũy được tí nào hết trơn hả? thì dĩ nhiên á là nó sẽ đỡ gieo những cái thứ khác, đó là sự tích lũy rồi. Nhưng mà hỏi là nó đã có cái sự hỗ trợ ích lợi nào trên cái con đường tu tiến chưa đó, thì cần phải thêm cái sự thực hành nữa, chứ đâu phải chỉ cái chuyện học lào 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 như vậy được đâu. Cho nên cái việc mà nó áp dụng vào trong đời của mình á là cái chuyện đó nó cần thiết lắm. Thì quý vị áp dụng được vào trong đời của quý vị đó là quý vị bắt đầu mới đã chuyển từ cái thanh ram á qua cái phần ổ cứng rơm mà lưu trữ được. Lỡ mà có tắt máy giữa chừng nó không có mất, không thôi là tắt máy giữa chừng là đi bụi hết, không còn gì gì cả. Thì tiếp tục đây sao lại phấn đấu tiếp, mình phấn mình đấu như vậy đó tới mét thầy giá ra luôn. Còn còn ai có câu hỏi gì nữa không thì thêm. Từ tuần sau á là mình áp dụng cái lịch mới đó quý vị. Cái lịch mới đó là chiếc Asika cá của mình ấy sẽ là có 2 buổi thôi, là buổi thứ năm và buổi thứ bảy á. Còn lại những cái buổi khác á là bao gồm là Rupa Rupa tới 3 buổi, thứ hai thứ tư thứ sáu đi học về sắc pháp đó, Rupa má rồi nghiệp tứ phần nghiệp đó, Khamma Chatukha. Rồi thứ ba cái này mình sẽ hướng dẫn rồi đó, là mấy cái tiết mà nó trở về nữa đó là Mahasati Paṭṭhāna vào thứ năm 7 giờ rưỡi, rồi đó thứ sáu 9 giờ mình có học Pali Abhidhamma đó của mình hướng dẫn đó. Đó là một cái số cái mới cho tuần sau, nhưng mà các bạn ở trên trường các bạn được nghỉ và các mình tăng cường học lên xíu, nên quý vị nào sắp xếp được đó, thì mình cố gắng ha, mình online cũng được, ai chạy qua đây cũng được. Rồi, xin tiếp câu hỏi quý vị ơi. Thấy đi nữa không đặng cho nên dừng lại cho đặt câu hỏi. Bỏ cái tiết nào ta, cái tiết mà nói về
hình như cái tiết Bathana hồi bữa thứ hai Ừ. cho mọi người nói về giống như là cái cách mà mọi người nghĩ á, về cái chuyện mà sai rồi sợ người ta biết rồi sự thật đó. Thì qua thông qua đó mình thấy được là cái quán tính, cái xu hướng là cái đường đi nước bước của cái cách tư duy của mình đó. Nếu mà cụ thể hơn mà áp dụng cái đó vô một cái vấn đề, chẳng hạn như ngày hôm qua tôi nhắn ông Nguyên một cái cục vấn đề đi, thì sau đó tôi có chỉ ra là thông qua cái chuyện đó thì tôi có những cái xu hướng gì, giống như là cái gọi là cái gì ta, cái cận y duyên của tôi á, rồi từ cái từ ba cái điểm lớn, ba cái xu hướng đó thì những cái con đường, những cái suy nghĩ nhỏ nào nó đưa đến cái suy nghĩ lớn đó. Chẳng hạn như tôi hay có cái xu hướng là dẹp, như là làm một cái chuyện gì đó mà đến cái lúc mà tự nhiên cái mình nản, hoặc là đến một cái lúc nào đó cái mình cảm thấy sao sao nó không có được cái gì như cái ý muốn của mình, cái xong nó dẹp mẹ hết đi á, kiểu kiểu vậy đó. Cái xong cái tôi mới suy nghĩ ra, lùi lùi lại là mình đã có những cái suy nghĩ nhỏ nào mà khiến cho mình đến cái suy nghĩ lớn đó đó, thì làm tới cái bước đó rồi thì nó vẫn ở cái những cái câu từ và những cái cách suy nghĩ rất là hiệp thế. Vậy thì nếu mà để mình đào sâu thêm và để mình làm cho nó tới cùng luôn á, để đi sâu vô luôn về cái mặt siêu thế, và để mình thấy pháp chứ không phải là mình thấy mình, hoặc là mình thấy cái tính cách, hoặc là mình thấy cái kiểu suy nghĩ không á, thì làm sao tâm quan sát tâm trong khi đó, tức là ngay cái lúc mà mình khởi lên cái ý niệm quyết định cho một cái vấn đề nào đó đó, thì mình hỏi tâm trong khi đó là tâm gì, đặc tính của nó là tính chi, thiện bất thiện hay vô ký. Thông thường của mình thì sẽ dính vô là thiện và bất thiện là nhiều nhất. Vậy thì thiện bất thiện trong khi đó đó là tâm nào, ví dụ như bất thiện đi, nó tới một bầy lên, thì mình phải hỏi là cái xu hướng mà giải quyết vấn đề của mình á, nó đi theo bất thiện kiểu nào, bất thiện kiểu đó đó si nặng hay là cái hàng nào nặng. Ví dụ khi mà mình giải quyết một vấn đề với cái cảm thấy sân, ví dụ hồi nãy mình mô tả đi, cái khi mà mình làm được thì cái mình khởi lên ý niệm là dẹp mẹ nó hết cho rồi, thì cái đó là cái ý niệm của sân. Vậy thì cái ý niệm của sân trong khi đó đó thì sân nó mạnh hay là si nó mạnh? Có những trạng thái sân á, thì si nó rất là mạnh, có những trạng thái sân á, thì si nó yếu mà sân nó mạnh. Thì mình phải để ý được cái thói quen mà giải quyết vấn đề của mình ngay tại cái thời điểm đó mình khởi lên á, là trong cái trạng thái mê đắm của mình, cái trạng thái vô minh, cái trạng thái ngu dốt của mình nó nhiều, hay á, là cái trạng thái bực bội của mình nó nhiều. Có những người cũng khởi lên cái ý niệm như vậy, nhưng mà với cái trạng thái rất là bực bội, vì cái sự bực bội đó làm duyên cho nên người ta mới đưa đến là ngưng hết. Hay là với cái trạng thái không hiểu biết làm duyên cho nên người ta mới đưa đến cái trạng thái ngưng hết. Thì thằng nào mạnh hơn thì đi xử lý thằng đó. Ví dụ thằng si mà nó mạnh hơn thì phải đi tập nâng cao cái chánh tri kiến nè, học hành nè, để ý quán sát nè, chánh niệm rồi đó. Và nếu mà thằng sân á thì phải thường xuyên chuyển sang mình giải lâm từ nè, những cái chi mà cho mình được cái bình an nội tâm, rồi giảm bớt cái sự biểu hiện của sân, vân vân. Thì hai cái cách đó nó giúp cho mình ngay tại cái thời điểm mà mình khởi lên cái ý niệm á, mình hiểu được là cái tâm mình nó có xu hướng gì, cái xu hướng nào nó mạnh hơn trong khi đó. Cũng tương tự như vậy với tham. Hiểu cái đó không? Tức là tôi hiểu là chẳng hạn như hai cái bước mà tôi đã làm á, là tôi chỉ ra xu hướng bự nhất, rồi xong cái tôi viết ra những cái câu nhỏ nhỏ hơn dẫn đến cái xu hướng bự, kết hợp với cái mà ông vừa mới nói á, là tôi phải chỉ ra được là trong mỗi cái câu nhỏ đó đó thì trạng thái tình trạng như thế nào, giống như hôm ngày hôm qua mình phân tích á, là cái cô đó đứng lại đảnh lễ với tâm thế gì là kia, thì diễn tả nó một cách rất là bình thường như vậy, nhưng mà nó đầy đủ và nó tương đối chính xác. Rồi sau đó mình mới đi sâu vô. Vậy thì cái kiểu mà bực là nó bao gồm những cái tâm sở và những cái tâm gì ở trong đó. Rồi cảm thấy không vừa lòng tỏi ý là nó là thể hiện cho cái tâm gì và cái tâm sở gì. Đúng, đúng rồi đó. Rồi. Tức là mình phải phân tích cái đó vậy. Okay. Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Khi mình phân tích cái đó ra rồi thì mình tìm cách đúng. Sau cái mình tìm cái chỗ để mà mình học, để mình lắp mấy cái chỗ lắp.
mình tìm cái cách để mà mình đối trị với cái trạng thái của tâm và cái tâm sở ở trong khi đó, nếu như nó là bất thiện. Còn nếu như nó là thiện thì mình tìm cách mình vun bồi, mình vun trồng. Chỉ có hai cái Ê, đó. nếu mà nói tương tự như vậy thì chắc là những cái tình huống mà mình làm chuyện gì mình rất là hoan hỷ thì mình cũng rất là cần ngồi xuống mình làm cái này Ủa thì lúc tại vì tới từ thì tại vì vì từ những cái thứ đó mình mới biết được là trời mình có những cái tốt gì, chứ còn gặp những cái tình huống mà xấu xa đê tiện gì mình mới ngồi mình làm cái mình thấy là mình là một cái đống bùi nhùi không. chưa đâu, tới những cái thứ mà mình rất là hoan hỷ đó, xong mình cũng phải suy xét là cái sự hoan hỷ đó, trong khi đó là tham thọ hỷ nữa đó. Mình không có sự để ý là nó nguy hiểm như lắm, tại vì ví dụ một cái người mà người ta đa tham á, thì lúc này trước một cái gì thiện gì của người khác á, người ta hoan hỷ lắm, nhưng mà phải đi đi mở kéo dài cái chặt tâm nó ra, hoan hỷ trong cái tác ý khởi lên đó là cái gì, ta cũng muốn được như vậy, ta cũng muốn được như vậy, rồi tham rồi, không phải ô cái đó là điều tốt đó, điều tốt, cái điều đó thật là tuyệt vời, điều đó đáng được tán thán, thì không phải bằng cái ý niệm đó, mà khi nào người ta bằng cái ý niệm đó thì nó mới là tùy hỷ. Nhưng mà với cái ý niệm là cầu cái điều đó tốt quá, ta cũng cũng thấy cái điều đó tốt, nó vui, ta cũng muốn được như vậy, để ra cái ý niệm đó là nó có tham chẳng rồi. Giống như cái chuyện ngày hôm qua đi, tức là tức là cái kiểu rất là xấu xí đó là giống như là nghĩ cho nó đã cái nư mình á, hiểu không? Tức tức là chờ cái chuyện này nó đã dư âm biết bao nhiêu lâu rồi, bây giờ á tao muốn làm cho nó xong luôn, rồi bắt đầu ngồi nghĩ đó. Tức là trong lúc mình nghĩ đó thì nó lại rất nhiều những cái nó tệ hại rồi rồi vậy rồi chắc xong cái mình còn nhắn cho cái người mà đồng cái tư tưởng của mình nữa chứ, làm mẹ nhá, cái xong cái ta hồi nghe mình ngồi mình nên là mình nghĩ cho đã rồi, cái xong cái mình cảm thấy là Ổn. cũng là được đâu đó, và cảm thấy rất là nhiều thứ nó không có tốt đẹp, nó không có chắc chắn á. À, cái bắt đầu là cái xong cái tới lúc mà tôi nhắn cho ông là lúc mà tôi bắt đầu quay đầu là bờ đó. Cái xong cái tức là trong lúc tôi nhắn cho ông là tôi vẫn nhớ đến lời của sư Sáng Nhiên là nếu như mà muốn đi theo cái hạnh trí tuệ là mình phải có cái sự xác quyết là mình giải quyết những cái vấn đề dù nhỏ nhất đến lớn nhất của mình. Nhưng mà cái lúc đó là tôi muốn nhắn cho ông là như một cái lời cảnh báo tôi là đó mày thấy không, mày viết ra những cái lời thi cố đó đó là mày sợ hay không hả. Cái xong cái tôi mới ngồi cái tôi mới suy nghĩ mấy nãy giờ tôi nói ông đó đó. Sinh hơn nên là phải phải rất là cẩn thận, phải hết sức là cẩn thận cái chuyện á, mà cái hạnh trí tuệ mà sư sống như nói đó, tức là mình phải hiểu rằng là trước tất cả những cái vấn đề gì đó phải suy xét cho kỳ được, ở cái mặt lý thuyết là nó phải tối ưu trước đã, mặt lý thuyết mà nó còn chưa tối ưu được nữa đó thì nó ra tới cái chuyện mà mình làm á, trời trời ơi thôi nó bèo bọt dữ lắm, cho phải suy nghĩ cho nó rõ ràng về cái mặt lý thuyết trước. Chứ không có được bỏ nha, tức là một cái điều nào đó mà mình thấy là mình ngán, mình thấy là ôi trời ơi, nó tùm lum quá à, thôi bỏ mẹ cho rồi, em suy nghĩ không có ra nó rồi nồi thì không được, phải phải suy xét, phải suy xét, hôm nay không được đây đó mời bằng tiếp, phải suy xét phải thật pháp cho nó rõ ràng là. Ok. Bạn Xúc còn tỉnh không? Bạn Xúc có hỏi gì không? Có mấy cái chưa hiểu ha. Không phải tất cả các trở ngại đều có thể vượt qua ngay. Làm sao để mình phân định được trở ngại nào có thể vượt qua và không thể vượt qua? Cái trở ngại mà có thể vượt qua là mình đã vượt qua, trở ngại không thể vượt qua là trở ngại đó mà mình không có vượt qua được. Hiểu không?
Vậy cũng hỏi nữa. Ví dụ như cái mình nói mình có một cái khó khăn, cái mình suy nghĩ mình nhắm mình vượt qua được cái này không ta, cái mình nói trong đầu mình là chắc là mình vượt qua không được đâu, thôi kệ đi, nó ập tới thì mình hứng chịu đi đó. Thì cái suy nghĩ đó là mình đã không có vượt qua rồi, cái suy nghĩ đó là nó chứng tỏ mình yếu kém thua thiệt ngu dốt bần tiện sao rồi đó. Thì cái mình suy nghĩ như vậy thôi là mình đã tập cho cái tâm của mình nó đi theo cái quán tính đó rồi, thì nó là làm sao mà nó vượt qua được. Ngay cả cái ý niệm để mà mình vượt qua vấn đề mà còn chưa có đó, làm sao mà mình vượt qua được vấn đề. Mình phải vượt qua cái cản trở trong ý niệm, vượt qua vấn đề, rồi sau đó mình mới lấy cái đó mình đi vượt qua vấn đề. Mà nếu có gặp trở ngại, mình phải chuẩn bị cho bản thân những cái gì để có thể vượt qua, thì phải học cái trở ngại đó là trở ngại gì. Còn nếu như mà hỏi chung như thế này đó, thì sẽ có cái xu hướng trả lời chung là phải chuẩn bị cho mình đó là tránh chi kiến nè, rồi tránh tư duy rồi đó, họ ra bắt chị Thánh luôn đó. Nói chung chung như vậy thì người ta trả lời chung chung, và mình sẽ lật ra mình xỉu. Ê, mình có phải là nếu mà mình quy nó về những cái pháp siêu lý như chẳng hạn như là 10 cái kiết sử hoặc là 5 cái trói buộc đồ này nọ là một cái cách làm mà nó chắc chắn nhất không? Tại vì mấy cái thứ đó là mấy cái thứ mà nó khó nhất và nó tận cùng nhất rồi, nhưng mà chỉ ra được là ở cái thánh nào rồi ở cái thiền nào là mình diệt được hết á. Thì nếu như mà mình quy những cái chuyện nhỏ nhỏ của mình, nó rất là phàm phu tục tử của mình về mấy cái nhánh, mấy cái con hay là mấy cái cọng lông của mấy cái trở ngại đó, thì mình biết chắc chắn là trong trong tương lai không biết đời nào kiếp nào mình cũng sẽ đoạn được, đúng không? Đúng rồi, tức là nó như thế này, khi mà mình có một cái hành vi nào đó ở trong cái thể lý này đó, thì mình phải hỏi là ở cái gốc gác của nó là cái thằng nào. Mình phải phân cho được vô cái gốc của nó, phân vô được gốc của nó thì Đức Phật chỉ được cái cây dao để mà cắt được cái gốc đó. Còn nếu như mà mình cứ để ở ngoài cái thể lý, mình không có phân vô cái gốc, thì Đức Phật đâu có biết đường đâu Đức Phật đưa cho mình, tại giờ Đức Phật đâu còn nữa đâu. Ngài chỉ trong cái bản thể của tâm, nếu như gặp cái điều này thì phải làm sao, gặp điều này làm sao, gặp điều này làm sao, điều này làm sao. Nhưng mà bây giờ mình gặp thực tế là đâu phải những cái điều mà Đức Phật nói đâu, mình gặp thực tế là những cái hoàn cảnh của mình, mà những cái hoàn cảnh của mình lại phải có tuệ phân tích để mà mình phân tích nó ra, trả nó trở về cái gốc của nó bên xử lý. À, cái mình quan sát rồi rồi vậy là cái này lúc này là mày đang tham nè, mà tham nam tham sao hỷ hợp tà vô trợ nè, thì mình phải biết được như vậy đó. Rồi xong cái mình mới quăng trở về đó, mình mới cắt cái gốc của nó đi, thì cái biểu hiện bên ngoài nó không còn nữa. Cho nên đó là mình phải phải biết được cái hành động, cái lời nói ở bên ngoài thô thiển đó nó có gốc gác từ đâu mà ra, thì đi vô cái gốc đó bứng gốc nó là xong. Thì dĩ nhiên không phải là dễ, không phải là dễ, phải phải có sự thực tập. Cũng giống như vậy với cái câu hỏi đó của bạn Túc đó, là cái trở ngại đó thì là phải nói là trở ngại đó là trở đại gì, thì lúc này tôi mới phân tích ra được là cái gốc của nó là cái gì. Còn khi mình nói trở ngại chung chung vậy thôi đó, thì mình sẽ nói trả lời một cách là chung chung vậy thôi, thì là què cả làng, không có làm được gì hết. Mình nên làm gì để xây dựng chánh kiến cho bản thân? Tuệ văn, tuệ tứ, tuệ tu. Chánh kiến á, chánh tư duy là thuộc hợp phần của trí tuệ, mà thuộc hợp phần của trí tuệ thì phải ba thằng đó thôi, không còn cái cách nào khác. Tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu phải có cái đó. Mà mình biết rồi, giới á, thì nó làm nền cho định, định làm nền cho tuệ, bởi vì phải có giới, phải có định thì nó mới có tuệ được. Đó là cái nguyên nhân sâu xa. Còn nguyên nhân trực tiếp để mà có chánh chi kiến á, là phải có được tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu. Mà mình không có ba cái tuệ đó thì làm sao mà có chánh chi kiến? Học không học gì hết, ngẫm không ngẫm gì hết, thực hành không làm gì hết, thì làm sao mà có chánh chi kiến được. Hiểu không? Đó là trả lời khái quát. Chứ là trả lời khái quát thì mình thấy trời ơi sao mệt mỏi dữ vậy, rồi bao giờ hết tuệ văn, bao giờ hết tuệ tu, bao giờ hết tuệ tư vậy. Chứ mình hỏi một câu nó chà bá lửa thì người ta phải trả lời câu chà bá lửa vậy cho nó hợp quy luật chứ sao giờ.
ví dụ mình hỏi là làm sao để mình xây dựng chánh kiến trong cái việc trong cái mối quan hệ với người này. Ok, cụ thể rồi đó. Cụ thể đó thì phải bóc các cái pháp tương ưng cụ thể ra để nói trong trường hợp đó, cách giải quyết đó, hệ thống tư duy đó, lặp lặp là thì phải làm như vậy, phải phải đó. Thì đó cụ thể, thì đó sẽ thấy ngay cái hướng ứng dụng nó liền. Còn khi mình hỏi một cái câu mà nói chung á, thì nó sẽ được một cái kết quả là nó rất là chung cho mọi người đều có thể sử dụng được luôn. Hiểu không? Ok. Rồi thôi, nghỉ như này thôi. Vì một cái ngày nhiều lợi ích. À, bữa nay thứ tư tới nay có tâm lý rồi đó. Rồi thôi, bye bye quý vị. Tôi làm báo cáo trong nhà luôn nha. Ừ, nhắn cho mọi người làm báo cáo nha. Ừ. Ok, cảm ơn.